À, các bạn muốn hỏi là cái phần thể hiện cái phổ này trên mặt bằng thì có cấu độ khác nhau. Đây, tôi làm cho family chọn một cái cửa. Đây, cửa này sẽ cao là 21. Ok, tôi đặt đây. Không nhìn thấy này. View này. Elevation này. View này, cửa này, thấy không? Đó, để mà thể hiện cái cửa này, các bạn muốn ba cốt cao độ khác nhau tùy cửa 2m1. Bây giờ nếu mà cắt vào 1m2 tùy. Thì bây giờ tôi muốn thể hiện là nhìn qua cắt qua ba cửa này và ra đều có thể nhìn thấy được, nếu mà cắt qua vị trí này nha, đã không nhìn thấy sẽ cao hẳn lên trên này nha. Tôi sẽ làm từng view một thôi. Một này à, đã theo theo đầu tiên này nhìn thấy rồi, ok, không vấn đề gì. Vào view, lên view, lên view, chọn này vị trí của cửa sổ này, chọn này finish, bạn chọn này view lên, bạn chọn này 2 4 2 3 0 0 2m2 đâu này. Chưa thấy đúng không? Tôi chỉnh lại lên 3.000 và thằng này sẽ là 2 5 0 0. Đây, bạn thấy không? Ok, tiếp tục chọn này, copy sang này, đã chọn này đó, bạn cắt qua này vẫn thấy này. Đó, các bạn cắt 2.000 sẽ thấy ok nha, bạn ẩn đi bên riêng này. Đó, kích thước khác nhau chúng ta thể hiện được trên mặt bằng giống nhau. Ok.